Thưa quý vị và các bạn, mới đây, trong danh sách 6 cá nhân được đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có Đại tá Bùi Văn Tùng, Nguyên Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 203, Quân đoàn 2, Nguyên Phó Hiệu trưởng về Chính trị Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1, Binh chủng Tăng Thiết Giáp. Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo báo Quân đội Nhân dân công khai danh sách các tập thể cá nhân được các cơ quan đơn vị đề nghị phong tặng truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Danh sách có 6 cá nhân được đề nghị phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gồm 2 cá nhân thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và 4 cá nhân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong danh sách truy tặng có đại tá bùi văn tùng đại tá bùi văn tùng sinh năm 1930 tại đà nẵng là nguyên chính ủy lữ đoàn xe tăng 203 quân đoàn 3 là nguyên phó hiệu trưởng trường hạ sĩ quan xe tăng 1 binh chủng tăng thiết giáp ông qua đời vào ngày 9 tháng 2 năm 2023 hưởng thọ 94 tuổi đại tá bùi văn tùng được trao huân trường quân công hạng nhì huân trường kháng chiến chống mỹ hạng nhất năm 2022 ông tùng vinh dự nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng